Xin chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách thêm một bài hát nào đó yêu thích vào đầu trang Facebook cá nhân của bạn giống như Facebook của mình. Nó sẽ giúp trang Facebook của các bạn thêm phong cách và cá tính hơn. Ok, bây giờ mình cùng bắt đầu thôi. Đầu tiên các bạn vào Facebook, các bạn vào trang Facebook cá nhân của mình nha. Rồi các bạn kéo xuống dưới cái dòng trạng thái á. Đăng status đó, ở phía dưới nó có cái các mục như là sự kiện nè, avatar sự kiện trong đời nè, âm nhạc thì bấm vào mục âm nhạc. Sau đó các bạn bấm vào cái dấu cộng. Đó, các bạn có thể thêm bài hát gợi ý hoặc là các bạn tìm kiếm cái bài hát yêu thích trong cái mục tìm kiếm nhạc nè. Đó, rồi ở đây mình chọn cái bài này, rồi mình bấm nút quay lại. Rồi mình chọn cái bài hát đó, bấm chọn dấu ba chấm, mình chọn ghim vào trang cá nhân. Rồi mình quay lại cái trang cá nhân nè. Đó, nó hiển thị cái bài hát yêu thích của mình lên cái đầu trang cá nhân luôn nè. Lúc này thì người khác truy cập vào trang cá nhân của mình sẽ thấy cái bài hát này và sẽ nghe được cái bài hát đó. Rồi các bạn muốn thay đổi bài hát thì các bạn bấm vào cái nút ba chấm để chọn cái bài hát khác. Rồi mình chọn bài này. Rồi các bạn bấm vào nút ba chấm bên cạnh để các bạn có thể thay bài hát, bỏ ghim bài hát hoặc là xóa bài hát khỏi trang cá nhân luôn nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc phục không ghim được bài hát trên Facebook. Bạn phải làm trên ứng dụng Facebook bản full, cập nhật phiên bản mới nhất mới được nha. Không làm được trên phiên bản Facebook Live và máy tính nha. Rồi các bạn bấm vào nút ba chấm bên phải, rồi chọn vào cái mục trạng thái chờ khoảng. Ở trong mục này nếu các bạn nhận được cảnh báo vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook thì các bạn sẽ không làm được. Do tài khoản Facebook của bạn vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng vì đăng thông tin sai lệch, nội dung phản cảm, tài khoản của bạn là tài khoản ảo hoặc là mới lập nick, chưa cập nhật đầy đủ thông tin tài khoản của bạn bị đánh dấu là spam sử dụng các công cụ tự like hoặc là tự động bình luận thì sẽ không làm được cái bài nhạc trên trang Facebook nha. Các bạn nên cập nhật đầy đủ thông tin cá nhân và đợi hết thời hạn tạm khóa của Facebook thì mình mới có thể làm được nha. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.